Chuyển sang một tin tức có liên quan tới Trung Quốc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ đang tiến hành buộc tội 40 thành viên lực lượng công an nhà nước Trung Quốc với các tội danh liên quan đến một chiến dịch phối hợp nhằm mục đích xanh nhiễu những cư dân Hoa Kỳ bị đưa vào tầm ngắm. Theo các tài liệu đã được mở niêm phong của Bộ Tư pháp vào hôm 17 tháng 4, 40 sĩ quan của Bộ Công an Trung Quốc MPS và hai nhân viên của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã âm mưu phát tán những lời đe dọa liên tiểu bang đồng thời xanh nhiễu những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động dân chủ sống ở Hoa Kỳ cũng như các nơi khác. Tổng cộng, có 44 bị cáo bị buộc tội. 40 sĩ quan MPS này là những thành viên hoạt động trong lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ ở Trung Quốc, được gọi là nhóm công tác hạng mục đặc biệt 912, mà trong các tài liệu của DOJ gọi tắt là nhóm. Mục đích của nhóm này bị cáo buộc là nhắm mục tiêu và bịt miệng những người gốc hoa bất đồng chính kiến trên phạm vi toàn cầu. Ông Brian Peace, biện lý liên bang, cho địa hạt phía đông New York cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền Trung Quốc đang khai triển một lực lượng đặc nhiệm tình nguyện của công an nhà nước nhằm công tác hạng mục đặc biệt 912 như một troll farm, những nhóm người hợp tác thao túng cộng đồng mạng bằng cách cố tình tạo ra các bài đăng trực tuyến xúc phạm hoặc kích động từ các tài khoản giả mạo nhằm mục đích tấn công những người gốc hoa bất đồng chính kiến ở đất nước chúng ta chỉ vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận mà chính quyền Trung Quốc không ủng hộ đồng thời truyền bá thông tin giả và tuyên truyền để gieo rắc sự chia rẽ ở bên trong Hoa Kỳ chính quyền trung quốc nhắm mục tiêu vào cư dân hoa kỳ các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện các kế hoạch đàn áp xuyên quốc gia được phối hợp chặt chẽ nhắm vào những cư dân hoa kỳ có quan điểm chính trị bị chính quyền trung quốc bài xích đóng vai trò là một phần trong nỗ lực này các sĩ quan của nhóm công tác nói trên đã tạo và sử dụng hàng ngàn tài khoản mạng xã hội giả mạo trên nhiều nền tảng mạng xã hội do hoa kỳ sở hữu trong đó có cả twitter để sách nhiễu và đe dọa những người bất đồng chính kiến cũng như những người ủng hộ tiến trình dân chủ ở trung quốc Phần lớn các hoạt động này diễn ra trên một nền tảng do một công ty Hoa Kỳ tạo ra và điều hành, mà trong các tài liệu của DOJ gọi tắt là Công ty 1. Nhóm trên cũng bị cáo buộc đã làm việc với một nhân viên trong Công ty 1 để sử dụng hàng ngàn tài khoản mạng xã hội giả mạo phục vụ cho mục đích xanh nhiễu và đe dọa trắng trợn những người chỉ trích chính quyền Trung Quốc. Nhóm sĩ quan này cũng tìm cách phá hoại các hội nghị video trực tuyến trên nền tảng này, lập đầy hộp hội thoại bằng những lời đe dọa và ngôn từ thô tục. Họ còn tìm cách khiến các sự kiện chống cộng sản bị cấm xuất hiện trên mạng xã hội. Quyền trợ lý giám đốc FBI Kurt Rommel cho biết, Bộ Công an Trung Quốc đã sử dụng các đặc vụ để nhắm mục tiêu và những người gốc hoa đã dũng cảm lên tiếng chống lại chính quyền Trung Quốc. Và trong một trường hợp khác là ngăn chặn quyền tự do ngôn luận của người dùng trong hội nghị truyền hình của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc, nhưng nỗ lực đe dọa, sách nhiễu và hăm dọa người dân của đảng này tại Hoa Kỳ FBI sẽ tiếp tục đối đầu với những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc trong việc vi phạm luật pháp của chúng tôi cũng như đàn áp các quyền và tự do của người dân ở đất nước chúng tôi. Thưa quý vị, Phương Bân, nhà báo công dân tại thành phố Vũ Hán Trung Quốc đã bị kết án bí mật 3 năm tù vì quay video sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Vũ Hán thời kỳ đầu. Gần đây, các cơ quan hữu quan đã thông báo cho người thân của Phương Bân rằng ông sẽ được ra tù trong tháng này. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, trong thời gian Vũ Hán bị phong tỏa, Phương Bân đã phơi bày tình hình tử vong do dịch bệnh ở Vũ Hán thông qua video quay tại hiện trường. Sau đó, ông đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước. Trong 3 năm qua, ngoại giới không cách nào biết được tình hình của Phương Bân và hoàn cảnh cụ thể của ông khi bị chính quyền truy tố. Theo thông tin của Apollo Wang, Cục Công an thành phố Vũ Hán đã thông báo cho người thân của Phương Bân vào tuần trước rằng ông sẽ được trả tự do vào ngày 30 tháng 4 với yêu cầu người nhà chuẩn bị. Một người yêu cầu dấu tên vì lý do an toàn cá nhân đã tiết lộ với Đại RFA vào ngày 18 tháng 4 rằng Gần đây người nhà của Phương Bân ở Vũ Hán đã nhận được thông báo rằng Phương Bân sẽ được trả tự do vào ngày 30 tháng 4. Gia đình của Phương Bân đã được cảnh sát thông báo rằng ông sẽ ra tù vào sáng ngày 30 tháng 4. Gần đây, người thân của ông đã nói với một số người bạn rằng ông ấy sẽ tiếp tục sống với người thân của mình sau khi ra tù Người này nói, Những người thạo tin cho biết, cảnh sát đã yêu cầu người thân của Phương Bân trong trường Phương Bân. Phương Bân không có nhà riêng ở Vũ Hán, do đó ông có thể sống trong nhà của chị gái sau khi ra tù. Cảnh sát có ý như người thân của Phương Bân để mắt tới ông sau khi ra tù sẽ tiếp xúc với ai. Có vẻ như cảnh sát đang tìm kiếm người đầu tiên tiếp xúc với Phương Bân. Trước khi Phương Bân bị bắt, ông đã cho ngoại giới thấy tình cảnh thống khổ của người dân Vũ Hán trong trận dịch thông qua video. Ông nói trong một đoạn video rằng, Tôi vừa cho các bạn xem chiếc túi đựng xác bên trong nhà tang lễ ở Vũ Sương và bây giờ lại có thêm. Vừa nãy là ba cái, bây giờ tôi sẽ đếm các túi đựng thi thể. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 cái. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, Phương Bân chụp ảnh nhân viên của Bệnh viện số 5 Vũ Hán di chuyển 8 xác chết ra ngoài trong vòng 5 phút. Ông còn nói rằng đại dịch vừa là thảm họa tự nhiên, vừa là do con người gây ra. Đồng thời, kêu gọi toàn dân chống lại bạo quyền. Và ngày hôm sau, cảnh sát đến gõ cửa bắt ông phải ra ngoài và ông bị bắt một tuần sau đó. Phương Bân bị toán quận Giang Ngạn kết án không rõ tội danh. Một người khác không muốn nêu tên đã nói với Apollo Wang rằng Phương Bân đã bị kết án trong bí mật và người nhà của ông vẫn chưa biết ông đã phạm tội gì. Phương Bân đã bị toán quận Giang Ngạn bí mật kết án hơn 3 năm, nhưng gia đình của ông vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào hay là bản án nào. Người này nói, chúng tôi không biết tội danh của ông ấy. Chúng tôi đã liên hệ với thẩm phán chủ tọa họ Liên trong vụ án Phương bân của tòa án quận Giang Ngạn thông qua luật sư của chúng tôi. Sau khi thẩm phán liên bang nghe tên của phương bân, ông ấy lập tức đã nói với chúng tôi, sự việc này mà các bạn cũng dám hỏi sao, đừng hỏi nữa. Phương Bân hiện đang bị giam giữ tại ga Tiểu Quân Sơn. Trước đây là trung tâm quản giáo trẻ vị thành niên ở quận Giang Hạ, thành phố Vũ Hán. Ông có thể đã bị giam giữ một mình ở trong đó hơn 3 năm qua. Vào tháng 2 năm nay, Ủy ban điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc, CECC, đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do cho nhà báo Phương Bân, cùng với tất cả những người bị giam giữ vì đưa tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc. Trong những ngày đầu bùng phát đại dịch COVID-19 ở Vũ Hán, nhà báo công dân Trần Thu Thực cũng đã bị chính quyền hạn chế gần 3 năm vì tiết lộ tình hình dịch bệnh ở địa phương. Nhà báo Trương Triển cũng bị bắt vì tiết lộ câu chuyện nội bộ, chưa được tiết lộ chính thức về dịch bệnh ở Vũ Hán. Bà bị kết án 4 năm tù vì tội gây gỗ và gây rối vào tháng 12 năm 2020. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác. Theo hình ảnh vệ tinh mới được một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington thu thập, Trung Quốc đang gia tăng dấu chân ở Nam Cực khi xây dựng trạm nghiên cứu thứ năm tại đây. Bắc Kinh đã tìm cách phát triển các tuyến vận chuyển mới ở Bắc Cực và mở rộng nghiên cứu ở Nam Cực. Nhưng các chính phủ phương Tây lo ngại sự hiện diện ngày càng gia tăng của Bắc Kinh ở các vùng cực có thể cung cấp cho quân đội Trung Quốc khả năng giám sát tốt hơn. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết trong một báo cáo, trạm nghiên cứu mới nằm trên đảo Anes gần biển Ross dự kiến sẽ bao gồm một đài quan sát với một trạm vệ tinh mặt đất. Nó sẽ giúp Trung Quốc lấp khoảng trống lớn về khả năng tiếp cận lục địa này. Trung tâm nghiên cứu đã sử dụng các hình ảnh vệ tinh được chụp vào tháng 1 để xác định các cơ sở hỗ trợ mới, các tòa nhà tạm thời bãi đáp trực thăng và nền móng cho tòa nhà chính lớn hơn tại nhà ga rộng 5.000m2. Chuyên gia ước tính rằng việc xây dựng có thể được thực hiện vào năm 2024. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, mặc dù trạm có thể cung cấp khả năng theo dõi và liên lạc cho hệ thống vệ tinh khoa học quan sát vùng cực đang phát triển của Trung Quốc, nhưng thiết bị của nó đồng thời có thể được sử dụng để chặn liên lạc vệ tinh của các quốc gia khác. Trạm này có vị trí thuận lợi để thu thập tín hiệu tình báo về Úc và New Zealand cũng như dữ liệu đo từ xa về các tên lửa được phóng từ trung tâm vũ trụ Anhem mới của Úc. Sau khi hoàn thành, nhà ga dự kiến sẽ bao gồm một cầu cảng cho các tàu phá băng tuyết long của Trung Quốc. Trung tâm nghiên cứu đã nói với Reuters rằng trong khi Hoa Kỳ vẫn duy trì sự hiện diện nghiên cứu lớn hơn ở Nam Cực, thì dấu chân của Trung Quốc đang xuất hiện nhiều hơn. Trạm nghiên cứu thứ năm của Trung Quốc sẽ cách trạm nghiên cứu lớn nhất của Mỹ, Lombok khoảng 320 km. Một báo cáo vào năm ngoái của Ngũ Sắc Đài cho biết, Cơ sở tầng mới ở Nam Cực của Trung Quốc có thể nhằm mục đích củng cố các yêu sách trong tương lai của nước này đối với tài nguyên thiên nhiên và quyền tiếp cận hàng hải, đồng thời cải thiện năng lực của quân đội Trung Quốc. Cũng là một tin tức tới từ Moscow. Một tòa án ở Moscow vào ngày 18 tháng 4 đã bác đơn kháng cáo của nhà báo Mỹ Evan Krashkovic tiếp tục giam giữ nhà báo này cho đến ít nhất là ngày 29 tháng 5, sau cáo buộc hoạt động gián điệp Gerskovic phủ nhận các cáo buộc làm gián điệp. Theo Reuters, tại phiên tòa, Gerskovic trông bình tĩnh và mỉm cười. Anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro và khoanh tay trước mặt. Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết, bà Tatiana Norskina, luật sư của nhà báo cho biết, đội ngũ pháp lý của Gerskovic đề nghị trả tự do cho thân chủ với số tiền bảo lãnh là 50 triệu rúp, tương đương 614.000 đô la Mỹ hoặc bị quản thúc tại gia. Bà Norskina cho biết, tòa đã từ chối cả hai đề nghị này. Trước khi phiên tòa diễn ra, Greskovic đã quay lại nhìn khi một trong những phóng viên người Nga trong phòng xử án đã nói với anh ta rằng Hãy mạnh mẽ lên, đề sứ Hoa Kỳ Lini Tracy cũng đứng gần đó. Khi được thẩm phán hỏi có cần phiên dịch không, Gaskovic nói không và cho biết anh hiểu mọi thứ. Cơ quan an ninh FSB của Nga đã bắt giữ Gaskovic vào ngày 29 tháng 3 tại thành phố Zekaterinburg với cáo buộc gián điệp. Nhà báo Mỹ có thể đối mặt với án tù 20 năm vì thu thập những gì mà Moscow tuyên bố là bí mật nhà nước về khu liên hợp công nghiệp quân sự. Hoa Kỳ đã chỉ định anh Gershkovic bị giam giữ sai trái, trong khi Wall Street Journal và đồng nghiệp của anh nói rằng anh vô tội. Tổng thống Joe Biden đã gọi việc giam giữ nhà báo này là bất hợp pháp. Đội sư đã nói với các phóng viên rằng Gaskovic đang đọc văn học Nga. Luật sư này cho biết Gaskovic phủ nhận anh có tội và sẵn sàng chứng minh điều đó. Việc điều trần vào ngày 18 tháng 4 mang tính thủ tục, đề cập đến việc Gaskovic nên bị giam giữ như thế nào, chứ không đề cập đến nội dung của các cáo buộc chống lại nhà báo vì các nhà điều tra vẫn đang nghiên cứu các chi tiết của vụ án. Đại sứ Hoa Kỳ Tracy vào ngày 17 tháng 4 thông báo, bà đã lần đầu tiên gặp Evan Gaskovic, đồng thời kêu gọi Moscow trả tự do cho anh. Liên quan tới vụ do dỉ thông tin tình báo của Mỹ, CNN cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Quayle nghi ngờ về tính xác thực và tác động của các tài liệu tình báo Mỹ bị do gì gần đây. Ông Waller từ chối bình luận về các chủ đề cụ thể trong các tài liệu. Nói chuyện với các nhà báo ở Washington DC, ông thừa nhận rằng một trong số thông tin có thể gây tổn hại một chút, có thể gây khó khăn cho một số quốc gia nhưng ông tin tưởng rằng vụ do gì sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể. Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói, nếu quý vị là người Ukraine và quý vị đang chiến đấu trong chiến tranh thì quý vị đã quen với thông tin sai lệch, quen với việc do gì, các nỗ lực hách các nỗ lực gián điệp và các âm mưu ám sát. Liệu nó sẽ tăng cường sức mạnh cho Nga không? Tôi nghĩ là không. Nó có làm suy yếu Ukraine hay không? Không. Nó làm tổn hại đến mối quan hệ của chúng ta với Hoa Kỳ không? Hoàn toàn không. Các thành viên của chính phủ Hoa Kỳ, từ Tổng thống Joe Biden đến các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của ông, đã nhiều lần nói rằng họ đang xem xét vụ do gì một cách nghiêm túc, hợp tác với các đồng minh để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Trong khi đó, ông Wiley cho biết Ông không phải là người duy nhất xem xét những báo cáo đó và thấy rằng chúng không hoàn toàn chính xác. Bộ trưởng Quốc phòng Anh vào ngày 18 tháng 4 nói rằng một số thông tin trong tài liệu bị dò dỉ là không đúng sự thật, không chính xác đáng kể hoặc mang tính chất là thao túng thông tin.